Hôm qua chào quý cô chú, quý anh chị, quý bạn bè thân hữu gần xa. Thì những cô chú nào đang có nhu cầu mong muốn là thuê khách sạn tại Nha Trang để mình đi công tác, nghỉ dưỡng, làm vui chơi giải trí thì xin giới thiệu với nhà mình. Đây là bạn Xuân Ly, chuyên sale phòng tại khách sạn Merbo, địa chỉ là 88A Trần Phú. Thì nhờ Xuân Ly giới thiệu cho anh tất cả các loại phòng ở khách sạn của mình nè. Dạ vâng, bây giờ mình sẽ đến với phòng 1404, phòng Superior City View ạ. Dạ em Superior City View. đây ạ. Xin Ok. Phòng này thì bao nhiêu người ở được em? phòng này là phòng Superior City View, có hai giường đơn, mỗi giường là 1m1, tối đa cho hai người lớn và hai em bé dưới 6 tuổi ạ. Và cái phòng này hai người như này thì giá bao nhiêu á? Dạ, giá phòng này là 650 cho mùa thấp điểm ạ. Còn mùa cao điểm Và mùa cao điểm lễ Tết thì phụ thu thêm 200. 200 đã bao gồm tiền ăn sáng rồi đúng không em? Dạ, bao gồm ăn sáng và các tiện ích trong khách sạn ạ. Và ở đây thì có bán vé các tour du lịch đi với lại đưa đón sân bay rồi đúng không em? Dạ vâng, có hết ạ. Thì anh sẽ review sơ bộ một xíu cho về cái căn view phố này để cho cô chú anh chị xem nhé. Dạ vâng, em Ừ, xin chào ạ. ok. Anh thưa cô chú anh chị, đây là một cái căn có hai giường ngủ cho hai người lớn và hai trẻ em. Giá thì như Xuân Ly đã vừa nói đó. Và view ở đây thì chính là view phố. Đây, view là view thành phố của mình. Nhìn ra là sân bay cũ Nha Trang của mình. Từ vị trí này thì đi ra biển và bãi tắm chỉ có tầm 200 mét thôi. Thì ở đây là ngồi ăn sáng ra thì còn các tiện ích gì nữa không em? Dạ có hồ bơi và phòng tập gym ạ. Hồ bơi và phòng tập gym. Và có spa. Ok. Ở đây thì có các công cụ nào hiện đại và phục vụ cho cái mình ở đây đó. Dạ bên em có cái bảng điều khiển hệ thống điện cảm ứng rất là tiện ích ạ. Anh chị chỉ cần Đây là bảng điều khiển cảm ứng à? vâng anh, mình bấm về master Ừ. và mình muốn mở điện bồn tắm thì mình bấm đây là À. điện bồn tắm sẽ sáng, À. và mình muốn điện trần thì mình bấm ở đây sẽ À. sáng, và đây là điện ngủ, À. còn đây là điện decor Ok. và đèn ngủ bên trái, Rồi. đèn ngủ bên phải, À. và cái này là không làm phiền, À. là bên ngoài phòng sẽ hiện chữ không làm phiền, À. và mình muốn dọn phòng thì mình bấm vào cái nút này thì bên ngoài sẽ hiện lên cái chữ dọn phòng, thì housekeeping bên sẽ biết là mình cần dọn phòng này sạch. Ok em, cảm ơn em. Dạ vâng. Đây thì Xuân Ly ơi, Dạ. cho anh hỏi là nếu mà cô chú anh chị mà muốn đặt cái phòng này á thì em có thể cho số điện thoại để cô chú có thể liên hệ em không? Dạ vâng, có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0973 510 259 ạ. Và em xin cảm ơn. Dạ, cô chú anh chị nào mà có thắc mắc về dịch vụ phòng ở khách sạn Marble tại đường Trần Phú Nha Trang thì có thể liên hệ với lại Xuân Ly nhé. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Đấy. Mình xem phòng lại một xíu nữa rồi mình đi xem phòng bên khác nhé. Đấy, khách sạn ở đây mới xây rất là đẹp. Lý do vì sao mình nên chọn khách sạn Bubble là bởi vì nằm tại mặt tiền trung tâm thành phố, với lại là để xe ô tô rồi cũng thoải mái và thuận tiện. Có bãi đậu xe rồi hỗ trợ tiền xe nếu mà chỗ để xe của mình nó quá tải. Mỗi ngày là 50.000 tiền hỗ trợ xe. Cảm ơn cô chú. Bây giờ mình đi xem phòng khác nhé.